Jacob đánh lừa Isaac để được chúc phúc thay vì Esau. Khi ông Isaac đã già, mắt đã lòa, không còn trông thấy nữa, Isaac gọi Esau, con trai trưởng đến và nói: cha già rồi và sắp chết, con hãy lấy cùng tên đi săn thú về cho cha. Hãy làm một món cha thích rồi cha sẽ chúc phúc cho con trước khi cha chết. Bà Rebecca nghe lỏm được những lời Isaac nói với Esau. Khi Esau đi rồi, bà bảo Jacob bắt hai con dê tơ để bà làm một món ngon cho Isaac. Bà đặt kế hoạch để Jacob mang món ăn này lên cho người cha mù lòa rồi giả làm Esau để nhận phúc lành của cha. Nhưng da anh con đầy lông, còn da con lại mịn. Jacob thắc mắc: nếu cha sờ vào người con và biết con lừa cha, con sẽ bị nguyền rủa thay vì được chúc phúc. Cứ làm theo lời mẹ, bà Rebecca nói. Rồi bà lấy mảnh da dê quấn vào bàn tay và cổ Jacob. Jacob mang lên cho cha món ăn mẹ Rebecca đã làm. Ai đây? Isaac hỏi. Con là Esau, con trưởng của cha đây. Jacob nói dối. Con lại gần đây cho cha sờ vào để biết có phải là Esau con cha không. Isaac bảo. Jacob lại gần cha. Giọng nói là của Jacob nhưng bàn tay là của Esau. Jacob hôn cha, và khi Isaac thấy mùi áo của nó, ông chúc phúc cho nó. Ông chúc phúc cho nó và đặt nó làm trưởng tộc. Mọi dân tộc phải suy phục nó. Ai nguyền rủa nó sẽ bị nguyền rủa. Ai chúc phúc cho nó sẽ được chúc phúc. Jacob vừa đi khỏi thì Esau đến gặp cha. Con là ai? Isaac hỏi. Con là Esau, trưởng nam của cha đây. Esau đáp. Isaac run người lên và nói: vậy người đã đi săn và mang món đến cho cha lại. Cha đã ăn ngay trước lúc con đến và đã chúc phúc cho nó rồi, và nó đã được chúc phúc. Xin cha cũng chúc phúc cho con nữa, Esau nài nỉ. Em trai con đã gạt cha và đã lấy mất phúc lành của con rồi. Isaac khóc. Đây là lần thứ hai nó thắng con. Esau than thở. Nó đã lấy quyền trưởng nam của con, bây giờ lại mất lấy phúc lành của con nữa. Cha đã đặt Jacob làm chủ con rồi, Isaac nói. Và cha đã khiến tất cả anh em nó làm tôi nó. Cha đã lo liệu cho nó có lúa mì và rượu mới rồi. Bây giờ cha làm gì được cho con đây? Cha chỉ có một lời chúc phúc thôi sao? Esau đáp và khóc. Xin cha cũng chúc lành cho con nữa, Isaac trả lời. Con sẽ sống nhờ thanh gươm và phục vụ em con. Nhưng khi con sống lang thang, con sẽ giật bỏ cái ách của em con khỏi cổ nó. Esau căm thù Jacob vì sự lừa dối này. Nó định khi cha nó mất và hết tuần tang, nó sẽ giết Jacob. Esau, anh con đang mưu đồ giết con. Bà Rebecca cảnh giác Jacob. Con hãy lập tức trốn đi tới nhà cậu Laban của con ở Haran. Hãy ở với cậu cho tới khi anh con nguôi giận. Jacob lập tức lên đường vì sợ mất mạng.